Tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ đón bằng ghi danh thực hành then của người Tây, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2022 với chủ đề Để điệu then còn mãi. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam. Thực hành nghi lễ then thể hiện tình đoàn kết của các tộc người, tôn trọng thế giới qua tộc người theo mục tiêu của UNESCO, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần làm phong phú thêm văn hóa văn minh nhân loại. Chủ tịch nước cũng ghi nhận sự đóng góp rất quan trọng của các nghệ nhân tham gia thực hành, truyền dạy các loại hình sinh hoạt và nghi lễ then để di sản ngày càng có sức sống bền vững, lan tỏa sâu rộng như ngày hôm nay. Chủ tịch nước mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh có di sản then Tây Nùng Thái cần quan tâm, quyết liệt, nỗ lực với tinh thần hướng về nguồn cội, trách nhiệm đối với thế hệ mai sau, đồng lòng chung sức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa chứa đựng những giá trị nhân văn rất sâu sắc và độc đáo này. Tại buổi lễ đã diễn ra lễ trao bằng của UNESCO ghi danh thực hành then của người Tây, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo và nghệ nhân của 11 tỉnh có di sản thực hành then.